Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ quay một chia sẻ một clip này là sửa lại những cái bậc cầu thang của chú anh chị của các bạn. Thì cái cầu thang này thì lúc trước thì có làm, nhưng mà làm cái bậc nó cũng cao và nó hơi bị sai. Thì hôm nay mình sẽ sửa lại những cái bậc cầu thang như vậy sao cho nó đúng. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình sẽ xây lại và sửa lại nha. Rồi, mình mời cô chú anh chị và các bạn xem mình sửa lại như thế nào cho hoàn thiện một cây cầu thang nha.
Rồi thì mình đã chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem mình sửa lại những cái bậc cầu thang nha cô chú anh chị. Thì ở đây là trước thì nó hai bậc, thì bây giờ mình chia ra là bốn bậc, thêm bốn bậc nha cô chú anh chị. Mỗi một bậc như vậy là chiều cao 1 tấc 2, chiều ra là 33 tấc, chiều ngang là 1m8. Thì do lúc trước đó làm là nó không đúng thước tấc, thứ hai nữa là nó chật cái bậc mỗi bậc thang nha. Thì hôm nay mình đã sửa lại cho chủ nhà người ta, thì nó sẽ đúng vào cái chữ tốt nha cô chú anh chị. Thì clip này thì mình chỉ chia sẻ là mình sửa lại, xây sửa lại cầu thang. Mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp cái phần 2 là mình sẽ ốp cái cầu thang này như thế nào nha. Rồi mình cũng kết thúc clip nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn cô chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nha. Rồi ok, bye bye.